Có muốn nếm thử không? Anh không ăn. Lữ tổng, nếu không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước. Không có gì. Đẹp đẽ ngon nghẻ như thế này, không nếm thử thật là phí. Xấu quá đi. Nói ai đó? Nói xe của anh. Mỹ nhân cùng hương thơm. Mỹ nhân đâu? Mỹ, lấy xe đi. Em đi làm ở đây à? Anh nhìn kỹ đi, đây là khu dân cư. Nếu không thì sao anh phải hỏi em? Tôi bán bảo hiểm, chẳng lẽ bán ở văn phòng mà? Bình thường đều là đi từng nhà từng nhà, chuyển phát là được rồi, lại còn kiếm được nhiều. Ở đâu mà lắm lời thế? Ai lắm lời? Không lấy tiền xe của em mà. Để đi, để phải ở đoạn kia. Đường Chiết Giang phải đi thẳng. Anh nói em biết, chúng ta đang đi xem cửa hàng đấy. Anh không phụ trách đem bán bảo hiểm đâu. Con người anh có chút nào đồng cảm không hả? Nếu không có, cũng phải có chút tình hàng xóm chứ. Rẽ phải. Phải chỗ đó không? Chỗ anh sửa xe lần trước. Muốn làm gì? Vào đi, vào đi. Em đi đâu đấy? Ở đây đợi tôi. Lại đi đâu nữa? Chuẩn bị thẻ ngân hàng để làm bảo hiểm xe. Bên này. Xem thẻ của anh. ¥4.100. Chuyển tới chưa? Đến rồi. Đây là tiền gì vậy? Tiền bồi thường bảo hiểm xe. Anh đúng là tinh quá đó. Cái xe rách nát như thế này cũng được hưởng toàn bộ bảo hiểm. Nếu như vậy thì cũng không phải là 3.000 tệ. Hai cái lỗ kia nữa, sơn xe các thứ không cần tiền à? Lần trước anh đi sửa xe bị lừa rồi biết không hả? Bảo hiểm có thể gửi trước tiền bồi thường đến cho anh. Bản lĩnh lớn đó. Tôi ăn bát cơm này. Anh tra trên mạng là có. Động tay chân tí là được. Em xem, động tay chân tí, tới giờ xe cũng không còn. Xe không còn nữa. Anh cũng không có tác dụng gì. Tôi tự tới đường Chiết Giang đây. Ê gì mà ê? Xin lỗi tôi đi. Không xin lỗi thì đừng đi theo. Từ Thiên, về rồi à? Xe tớ ở bãi sửa xe. Không phải là đụng xe, chỉ là sửa lại một chút.
Cậu không có chân à? Không biết tự về. Tớ đợi cậu ở Đồng Phúc. Tớ thực sự không thể đón cậu. Xe đang sửa thật. Vẫn làm việc à? Tôi làm lại một lần dữ liệu, lộn xộn quá. Có trách nhiệm vậy à? Thảo nào Diêm Nhược Châu không muốn để cô tới chỗ tôi làm. Không cần nhiều thời gian đâu. Vậy cô giúp tôi chút chuyện riêng. Được. Sau tủ quần áo có 3 túi đồ. Tí nữa giúp tôi gửi đến quan bộ Thang Danh Quyển, phòng 1 căn số 3 tòa nhà 25. Đây là thẻ thang máy và chìa khóa. Được. Đi trước đây. Lữ tổng, tạm biệt. Bên này. Bên này. Cảm ơn. Không có gì. Hoan nghênh quý khách. Anh ăn đi. Anh không đói tí nào. Anh cần nhớ chỗ này không? Chúng ta đến rồi. Trong lòng anh vẫn không thoải mái à? Hôm nay em đến là để xin lỗi anh. Không hề. Em đúng mà. Lữ tổng mà. Hai ngày nay đúng là trong lòng em có dễ chịu một chút, cũng bớt giận một chút. Em đã chuẩn bị mang đồ đạc đến nhà của chúng ta rồi. Anh còn muốn thế nào? Em mang đồ lúc nào? Đã chuyển đến xong rồi. Vậy anh cũng về dọn dẹp một chút. Anh vẫn không vui à? Lữ Sảnh, em nói thật đi. Trong lòng em đã hết tức giận chưa? Có phải là vẫn muốn làm khó Triệu Tử Tuệ?
Anh xem hai chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau. Có thể không nhắc tới cô ấy không? Em đã điều cô ấy tới chỗ em làm việc rồi. Có thể không nhắc sao? Nói thật, em vẫn chưa hết tức giận. Cho nên có lúc em chịu không nổi, muốn trút giận lên Triệu Tử Tuệ một chút. Nhưng em đảm bảo với anh, đây tuyệt đối không phải là mục đích của em. Chống đối với cô ấy, anh không bằng lòng, cũng thấy không nhân đạo. Nhưng mà em cũng không thể cứ nhìn thấy cô ta ở bên cạnh anh, trừ phi em không quan tâm anh. Anh nói đúng không? Đúng. Đúng. Em nói gì cũng đúng. Đổi luôn thành Lữ Sảnh luôn đúng đi. Anh xem, cô ấy không phải muốn đến trụ sở chính sao? Nếu như làm trợ lý cho tổng giám đốc, có phải là dễ dàng hơn một chút không? Vậy thì anh thay mặt cô ấy cảm ơn em. Em nghe câu này cảm giác lại không vui vẻ nữa rồi. Từ Thiên à, tôi không có số điện thoại của Triệu Trọng, anh cho tôi được không? Tôi đang định gọi cho cô đây. Cái tên Triệu Trọng này thực sự không đến. Sao thế, có chuyện gì? Xin lỗi, tôi ở Thượng Hải, trừ Tiểu Đóa ra không có nhiều bạn bè. Chúng tôi không phải là bạn bè của cô sao? Cái gì mà bạn bè còn xin lỗi nữa? Buồn cười không hả? Tôi có rất nhiều đồ không nhấc nổi, cũng không gọi được xe. Muốn nhờ Triệu Trọng đến chở tôi đi. Xe của Triệu Trọng hình như đang sửa ở bãi sửa xe rồi. Cô đang ở đâu? Thôi bỏ đi bỏ đi. Cô đang ở đâu? Tôi ở trước cửa công ty. Vậy để tôi bắt xe qua đó đón cô. Vừa hay nói với cô về chuyện cửa hàng. Tôi ngày nào ở nhà đều nằm mơ cũng mơ về nhà hàng hết. Anh về rồi à? Trốn về rồi. Này taxi. Bắt được xe rồi. Chờ tôi nhé. Đi tới ngoại thành Soho. Anh nói thật đi, anh đoạn tuyệt với Triệu Tử Tuệ có chút hối hận nào không? Dù là một chút. Anh không nói tức là có rồi. Không phải là hối hận, nhưng khó chịu chắc chắn là có. Cô ấy kiên cường, bề ngoài không có chút nào thể hiện phản kháng. Mỗi ngày đều nghiêm túc làm việc. Em biết không, cô ấy thậm chí đủ rồi. Anh không cần nói nữa. Lẽ muốn anh nói. Nói thật em không muốn nghe. Nghe sự thật không có nghĩa là phải vui vẻ. Anh thực sự hy vọng chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi người đều là lớn tuổi rồi, đều có quá khứ. Thẳng thắn, không lẩn tránh. Đó mới là nền tảng ở bên nhau, không phải sao? Được, Diêm Nhược Châu. Vậy em cũng thẳng thắn luôn. Anh với Triệu Tử Tuệ tình cảm chưa dứt, anh có thừa nhận không? Đó không phải là tình yêu. Vậy là gì? Em nói gì thì đó là cái đó. Từ Thiên. Nhiều đồ vậy? Của ai vậy? Của công ty. Nặng thế. Lớp xe cũng bị cậu đè bẹp rồi. Bẹp thì thay cho anh cái khác. Để hết chỗ rồi cậu ngồi đâu?
Tôi ngồi đằng sau. Chen được. Đưa cho anh thêm ít tiền. Tử Tuệ, lên đi. Anh ngồi nổi không? Không vấn đề gì. Lên xe đi. Khó chịu không? Thoải mái. Thoải mái chết mất. Về tới Thượng Hải thì thế nào cũng được. Cô nhìn tôi làm gì? Có vẻ không quen biết lắm. Vốn dĩ không thân thiết gì. Tôi nhớ mấy người quá. Suýt nữa không về nổi. Kết hôn rồi à? Coi như là rồi đi. Cái gì là coi như? Ở quê tôi chỉ cần uống xong rượu hỷ thì coi là kết hôn rồi. Hôm nay đi đóng dấu đăng ký kết hôn. Tôi trốn. Vậy bạn gái anh không phải là tổn thương sao? Đao Lệ cô ấy sẽ không tổn thương đâu. Cùng lắm là mẹ tôi tổn thương một chút. Là Đao Lệ mua vé xe cho tôi, tiễn tôi ra trạm xe. Vì sao? Nói cô cũng không thấy hứng thú. Cô ấy mặc váy cưới đẹp không? Cũng được. Váy cưới đẹp như thế, cái gì mà cũng được. Cùng nhau thề hẹn một đời trọn kiếp, đến già cũng không thay đổi, kiểu như thế. Thề rồi. Tôi nói với cô này, nhẫn cũng phát huy tác dụng rồi. Cái gì? Cô nói xem, cô có phải là tính trước rồi không? Mua là mua luôn hai cái. Tôi với Đào Lệ mỗi người một cái, vừa hay ở hôn lễ dùng luôn. Đối phó như vậy à? Qua loa quá đi mất. Một đời chỉ có một lần. Nhà anh có tiền như vậy, lẽ ra phải cho Đao Lệ những kim cương. Tôi cũng không biết. Tôi vừa về đã uống cả với mười mấy người. Cách tôi à? Vậy sao anh không đeo nhẫn trên tay? Quên rồi. Cô lúc nào thì mặc váy cưới? Tôi à? Váy cưới muốn mặc, nhẫn cưới cũng muốn đeo. Chỉ là sợ một đời một kiếp, thề độc đến già không thay đổi. Vừa lừa dối người ta, vừa lừa dối mình. Đến đâu tìm được người không thay đổi đây? Xin lỗi nha, tôi không phải nói anh đâu. Bị cái người Diêm Nhược Châu kia làm tổn thương à? Tổn thương một chút. Tim tôi còn cứng lắm. Cảm ơn nhé bác tài. Cái quái gì mà nặng quá? Chịu được không? Cái quái gì mà nặng thế? Tôi cũng không biết. Của Lữ tổng. Ai? Tổng giám đốc công ty tôi. Vợ cũ của Diêm Nhược Châu. Tìm một chỗ viết hết đống này đi. Cậu xin anh đó. Đây không phải là bắt nạt người khác sao? Nếu tôi không trở về thì cô làm thế nào? Được rồi. Cô đeo túi của tôi. Chỗ này để tôi. Đi thôi.
Tòa số 3. Tòa số 3 ở chỗ nào? Tìm thấy chưa? Tòa số 3 đây. Đây rồi. Ở đây. Điện thoại của anh kìa. Của cô cũng kêu kìa. Alo, Lữ Tổng. Tôi đến rồi, nhưng vẫn chưa lên. Bạn tôi giúp. Chiều anh đến rồi. Vốn định bảo Triệu Trọng gọi điện thoại cho em. Ai biết được xe của thằng này lại hỏng nữa rồi, không đến đón. Anh thở gấp gáp gì vậy? Anh vừa đi bộ một đoạn dài. Một mình anh à? Còn có ai nữa chứ? Đúng rồi, chút nữa cô còn có việc gì không? Tôi không. Vậy nếu cô tiện thì giúp tôi dọn dẹp nhà đi. Nhà toàn là bụi bặm, lâu rồi không có người ở. Tôi cũng không có thời gian. Nếu cô không tiện cũng không sao. Tôi tiện. Chị yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ giúp chị quét dọn sạch sẽ. Cảm ơn. Mật mã thẻ ra vào cô còn nhớ không? Ngày sinh nhật của tôi. Tôi nhớ rồi. Dì không thèm quan tâm tới anh nữa rồi. Nói là coi như không có đứa con trai như anh. Quan tâm em không? Cũng không quan tâm lắm. Không sao. Mấy ngày nữa sẽ không sao đâu. Đợi anh thuê xong cửa hàng rồi, sắp xếp ổn thỏa xong thì quay về xin lỗi em đàng hoàng. Trở về lại không đi nổi nữa. Không sao. Có em đi cùng, đến chân trời góc bể. Em cúp máy đây. Hình như gì đến rồi. Anh ngủ sớm đi. Đi thôi. Nghĩ gì đó? Không có gì. Chút nữa giúp tôi mang lên trên. Xong anh về trước đi. Cái gì mà không có gì? Tôi đi rồi, hôm nay cô ở đây à? Lữ Tổng bảo tôi giúp chị ấy dọn dẹp nhà. Tôi đồng ý rồi. Rõ ràng là không muốn. Muốn. Sắp đặt của tôi là trước hết phải đến YDS ở trụ sở chính, càng nhanh càng tốt. Xin lỗi nhé, chuyện của tôi còn phải làm phiền tới anh rồi. Đem đồ dứt lên đấy là được rồi, còn phải ngậm cả cục tức làm gì? Vậy sau này thì sao? Từ chức, cùng nhau mở nhà hàng không phải vui à? Chỉ vui thôi thì có tác dụng gì? Nào, đặt đây đi. Để tôi đặt đây đi. Cô đứng dậy đi. Anh đi đi. Cảm ơn anh. Quá đáng rồi đấy. Không sao. Bỏ ra chút sức lực, coi như làm ca đêm đi.
Con người cô không có tim à? Tôi có thể đóng tim lại. Đóng bao lâu? Chịu không nổi nữa, nổ thì sao? Không nghiêm trọng gì đâu. Được, vậy cô dọn dẹp đi, giúp bọn họ lau ảnh, thay nước, cọ nhà vệ sinh, còn cả phòng ngủ, thay bọn họ sắp xếp một chút. Có liên quan gì tới anh không? Tôi nhìn thấy rồi thì có liên quan. Tôi tình nguyện. Được. Cô tình nguyện đúng không? Tôi nhiều lời được chưa? Xem ra Diêm Nhược Châu đối với cô rất tốt. Bảo cô làm những việc biến thái như vậy, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đối với tôi một chút cũng không tốt. Tôi giống như con ruồi vậy. Anh ta hất tay ra là tự động bay ra xa. Hơn nữa một chút cũng không để ý tới tôi. Vậy thì là cô yêu anh ta. Tôi yêu bản thân tôi. Nghe hiểu chưa? Tôi nói một câu không dễ nghe nhé, nhưng cô phải nhịn một chút mà nghe. Đây không phải là yêu bản thân, là ngược đãi bản thân. Không nói với anh nữa. Đây đã là gì? Vì tương lai. Đây căn bản không phải là vấn đề lớn. Tương lai vĩ đại tới cỡ nào chứ? Đến mức ngược đãi bản thân như thế không? Mở khách sạn nhà hàng không như thế này. Cô lập kế hoạch tốt như vậy. Tránh ra đi. 3 năm liên tiếp mọi người ở bên nhau vừa vui vẻ, vừa có thể phấn đấu vì lý tưởng, vừa có tiền đồ. Mở khách sạn cũng gọi là lý tưởng. Cả đời chỉ mở khách sạn thôi à? Vậy mới thật gọi là ngược đãi. Vậy tại sao cô lại tham gia? Giúp anh. Bởi vì anh giúp tôi. 2 năm ở Thượng Hải, tôi không hề thực sự vui vẻ lúc nào, cũng không lúc nào thực sự buồn. Anh vừa hay lúc tôi buồn, làm tôi vui vẻ một chút. Hợp đồng ký rồi. Cô là cổ đông. Ký hợp đồng có ích gì chứ? Người ta kết hôn thì cả đời này sẽ không thay đổi. Tôi vui không có nghĩa là cả đời này chỉ ở bên một người. Ký hợp đồng không có nghĩa là phương hướng của các anh chính là phương hướng của tôi. Bây giờ anh có thể ra ngoài rồi chứ? Lau đi. Lau sạch tấm ảnh này đi. Lau đến bao giờ bọn họ hài lòng? Sau này chỗ này bẩn, bọn họ gọi cô tới dọn dẹp. Chuyện dọn dẹp nhà cửa của họ chính là phương hướng của cô đó. Lau đi. Xin anh đó, ra ngoài được không? Thank you.
Cô về đi, tôi dọn cho. Dù sao tôi cũng không quen hai người này. Bảo đảm sạch sẽ. Cô giúp tôi chuyển khách sạn, tôi giúp cô làm thêm ca đêm. Nên vậy mà. Về đi. Đi đi. Đi đi. Nào, đi đi. Đi thôi. Về nhà cẩn thận.
Anh là ai đấy? Diêm Nhược Châu đúng không? Thay giày ra đi. Sàn nhà này tôi lau sạch sẽ rồi, đừng có làm bẩn. Cậu là ai? Bạn của Triệu Tử Tuệ. Từ Thiên. Anh biết à? Cậu ra ngoài. Ai cho cậu vào đây hả? Hỏi vợ cũ của anh đi. Chị ta bảo Triệu Tử Tuệ đến đây dọn dẹp. Lữ tổng, điện thoại của chị. Không nghe. Dừng. Bỏ đồ xuống, cậu ra ngoài. Tôi bảo cậu ra ngoài. Tôi nặng tay đấy. Đồ đập hỏng rồi, tính quay đây. Đây là nhà của tôi. Đúng vậy. Cho nên cẩn thận chút. Nhà anh. Không phải vẫn còn một người phụ nữ sao? Đây là nhà anh hay là nhà người phụ nữ kia hả? Cậu là cái thá gì chứ? Anh là cái thá gì? Vợ cũ về rồi liền đá Triệu Tử Tuệ đi. Đá cũng không sao. Hai người dọn về đây sống, lại còn bắt Triệu Tử Tuệ đến dọn dẹp vệ sinh hộ. Mặt người giả thú à? Vậy thì đã sao? Anh có còn mặt mũi không? Triệu Tử Tuệ tình nguyện. Cô ấy gọi cậu đến, tức là cậu cũng tình nguyện. Nếu mà cậu đồng ý rồi thì dọn dẹp sạch sẽ một chút. Đừng để ngày mai cô ấy đến lại phải dọn dẹp lại lần nữa. Đồ khốn nạn. Nếu đã nhận rồi thì đừng có tức. Nếu tôi không chấm dứt với cô ấy, cậu lấy đâu ra cơ hội? Đánh ra đi, đánh ra. Đánh ra sao? Trời sinh cái số phải đi làm những chuyện như thế này. Anh nói ai hả? Cậu nói xem. Anh nói Triệu Tử Tuệ sinh ra là để quét dọn phòng cho các người, hay là tôi? Cậu ở bên cô ấy bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Bắt đầu khi nào? Anh nói xem. Bao lâu? Người lớn tuổi cũng đố kỵ rồi phải không? Cũng rất lâu rồi. Bị lừa gạt rồi đúng không? Triệu Tử Tuệ đùa giỡn anh đó. Anh còn tưởng chính mình đá người ta đúng không? Người ta căn bản không muốn xử lý anh. Buồn cười chết mất. Tôi đố kỵ. Tôi có gì phải đố kỵ chứ? Loại người như cậu giống như con kiến bên đường vậy. Cả đời tầm thường vô dụng, không biết khi nào bị người khác dẫm chết. Tôi có gì phải đố kỵ chứ? Lữ Sảnh, vợ tôi. Tôi có gì phải đố kỵ hả? Tôi thấy tiếc thay cho Triệu Tử Tuệ. Ở chung với loài kiến đơn giản là lãng phí cuộc đời. Kiểm tra thử đi, xem chỗ nào cần dọn dẹp. Cũng tạm tạm rồi. Cầm lấy tiếp tục dọn. Tôi còn chưa nói xong mà. Tôi không muốn nghe. Tôi đến đây để giúp dọn dẹp phòng.
Tôi không muốn đấu võ mồm với anh, tránh lát nữa đánh nhau Trương Tứ Tuệ sẽ khó xử, phí công tôi bận rộn. Lấy đồ của ai vậy? Của tôi. Tôi phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không tôi lại phải gặp rắc rối. Cậu đừng đi. Tôi chưa nói xong mà, đứng lại. Tôi nghiêm túc nói cậu biết, cách xa Trương Tứ Tuệ một chút. Loài người giống như cậu, ngoài trừ lãng phí thời gian, cái gì cũng không được hết. Từ Thiên, đứng lại. Kêu cậu đó không nghe sao? Từ Thiên, đúng là không tin được, anh muốn sao? Người trẻ tuổi đừng nóng tính như vậy. Cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Phương diện nào? Bất cứ phương diện nào, bao gồm đánh nhau. Mỗi tuần tôi đều tập gym 2 lần. Nói ra thực sự khiến tôi sợ đó. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói đi. Mặc kệ cậu có tình nguyện hay không, tôi có cảm kích hay không, cậu dọn dẹp xong rồi, tôi phải nói với cậu tiếng cảm ơn. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Trừ Tử Tuệ. Còn cô ấy thì cậu không hợp đâu. Không ai nói hợp. Vậy cách xa cô ấy một chút. Cậu là chim sẻ núi không có chí hướng, cô ấy là thiên nga có chí lớn, tham vọng, nghe không hiểu. Nên hai người là hai loại người mà. Tôi cũng hỏi thêm một câu, sau này chấm dứt với cô ấy. Đối với anh cô ấy là chim sẻ. Cậu với cô ấy chỉ là hai loại người. Câu này không phải tôi nói, là cô ấy nói. Không thể nào. Tôi từng hỏi, cô ấy có phải thật sự có hứng thú với cậu không? Tiệm ăn nhỏ bên đường, cô ấy nói không có hứng thú chút nào cả. Cô ấy lương thiện, cô ấy chỉ là không nỡ từ chối. Cậu đừng để cô ấy dẫn vào trong đường vòng. Anh hiểu cái rắm. Cô ấy sẽ không lưu luyến quá khứ, cũng không dừng lại ở hiện tại. Cô ấy có phương hướng rõ ràng. Loại người như cậu chỉ biết ngay sau đó làm không biết mệt. Đối với cô ấy là giả. Lúc ở cùng cậu rất thoải mái, không có được sự tôn trọng giống như loại người như tôi. Sự tôn trọng của anh tôi không quan tâm, cô ấy quan tâm. Trên thực tế cô ấy muốn làm bạn với tôi và Lữ Sảnh, chứ không phải cậu. Nếu không vì sao cô ấy chấm dứt với tôi thì lại khó chịu? Nếu không sao phải nhẫn nhịn khó chịu vẫn muốn tới dọn phòng? Đó chính là nguyên nhân lời cô ấy. Không tin cậu có thể hỏi cô ấy. Nghe hiểu chưa? Trừ Tứ Tuệ trên thực tế trong lòng coi thường cậu, giống như hiện tại tôi càng coi thường cậu vậy. Nếu như cậu hiểu rồi, hãy thương xót chính mình, đừng làm những chuyện thay người khác chuốc nhục vào mình nữa. Cách xa lăng nhục mới có thể nghèo mà vui vẻ, ngốc mà cao hứng. Trừ Tứ Tuệ đồng ý nhẫn nhịn là vì trong lòng cô ấy có phương hướng kiên định. Phương hướng của cậu không giống cô ấy. Đừng giận nhé. Không giận. Tôi cảm thấy anh nói có lý. Vậy thì buông tay. Nhưng bây giờ tôi muốn động thủ. Động thủ sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái một chút. Dù sao bây giờ tôi không thoải mái. Tôi nói cậu không hiểu hay sao? Vẫn là tự chuốc lấy nhục. Không chiếm tiện nghi người lớn tuổi. Có thể động thủ thì nói một tiếng.
Thoải mái rồi chứ? Khốn nạn. Nghe lời khuyên của tôi, cách xa Triệu Tử Tuệ một chút. Cút. Dọn dẹp xong rồi, Dương Nhược Châu cơ bản là hài lòng. Cửa là anh ta đóng, chìa khóa anh không cầm. Về đi, ngủ sớm chút. Vẫn cứ dựa theo tờ kế hoạch đó, ngày mai đi làm thật tốt. Anh ở khách sạn, em cũng muốn ở lại hay để anh đưa em về? Ngủ ngon, đi mau đi. Xin chào, cho một phòng tiêu chuẩn, chứng minh thư. Tôi không có chứng minh thư. Bên chúng tôi cần phải đăng ký. Tôi chỉ ở một đêm thôi. Cô xem tôi không giống người xấu đúng không? Người tốt cũng cần chứng minh thư. Về chỗ mấy cô, ở đâu không cần chứng minh thư? Ra cửa ngoài phải có một cái ghế.
Không cần chứng minh thư. Tiểu Lệ, ngủ rồi à? Anh nằm xuống rồi. Chân của mẹ đã khỏe hơn chưa? Em yên tâm đi. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Không thể tổn thương. Nhớ anh, nhớ anh. Nhớ tới đất trời đảo điên. Gọi điện thoại cho anh. Nụ cười lưu lại trong lòng. Em nhớ anh, nhớ anh. Nhớ tới không thể. Là Tăng ca à? Hỏi giá cả rồi. Nhiệm vụ cậu giao. Cái cửa hàng đó của chúng ta giá cả cũng được. Không phải cực kỳ mắc. Chỉ là phải đưa trước nửa năm tiền thuê. Chuyện này cậu là người đưa chủ kiến. Cậu sao có thể không? Xảy ra chuyện rồi hả? Không sao, chỉ mệt thôi. Ngày mai nói tiếp. Ngày mai cậu đi làm, tớ cũng đi làm. Cậu lại là một tên triệu long thất ẩn thất hiện. Bọn họ người Thượng Hải còn không gấp. Từ Thiên về rồi. Nhanh vậy à? Người đâu? Cậu bật âm lượng tivi nhỏ một chút. Nếu không nhắc nữa gì Triệu lại qua đây. Tôi biết rồi. Xong rồi. Hỏi mấy cửa hàng rồi. Mười mấy tiệm. Đủ rồi. Gửi vào hòm thư của tớ. Được thôi bà chủ. Mẹ Triệu Trọng, bà ra ngoài à? Về rồi à? Chào ông. Sư phụ, bốn bánh bao. Được rồi, đợi một chút. Cháo này được chưa? Bốn cái bánh bao. Xong rồi. Quà nè. À,
Bạn bè tặng tớ, tớ cũng không dùng hết. Cậu lấy đi. Trùng hợp vậy. Chào buổi sáng. Đúng rồi, hôm nay nhớ lấy xe đi cùng với tớ. Được, tớ ăn sáng xong rồi sẽ đi. Tớ chưa ăn sáng nữa. Tử Tuệ sáng sớm đã ra khỏi cửa rồi. Chuyện đó cho cậu. Cái gì vậy? Tai nghe đó. Là tai nghe liên kết với TV. Không tổn thương thực sự không? Cho tớ à? Mắc không? Đồ tặng. Được, giờ mình lên thử xem. Được rồi. Đi thôi, cùng nhau thử xem. Không phải. Cái này dùng sao hả? Dây đâu? Không dây. Tai nghe Bluetooth. Cái gì cũng chưa từng thấy. Cũng rất thoải mái đó. Mấy ngày nay ra đường, ta không sợ lạnh nữa. Tôi mua cho cậu cái nón da chó được không? Không phải. Cái này dùng thế nào? Làm sao dùng tai nghe nhạc được? Ai quy đúng là không thể bù đắp. Cậu xem nó còn biết. Tránh ra. Chứng kiến thời khắc kỳ tích. Cả thế giới đều an tĩnh rồi. Mẹ của tớ sẽ không lo lắng về thính lực của tớ nữa. Tai cậu có kháng thể rồi hả? Cậu không chê ô mà. Một tiếng đánh trắng cũng không có. Tự nghe đi. Không phải chứ. Lấy một tai nghe hư tới lừa gạt tớ. Cậu nghĩ sao vậy? Cái gì mà hư? Đồ tốt đó, mới đó. Mua ở chợ đồ cũ phải không? Chợ đồ cũ. Tớ tỉ mỉ lựa chọn cho cậu trong tiệm chính hãng đó. Không phải đồ tặng sao? Cậu đừng quan tâm. Dù sao cậu cũng không thể đổ quan cho người tốt. Trước giờ tớ sẽ không đổ quan cho người tốt. Sự thật nằm ngay trước mắt. Cậu hãy nhìn cái tivi này. Tivi nhà cậu mua ở chợ đồ cũ nhỉ? Tivi hư rồi. Tivi nhà tớ hư rồi. Sao tớ lại quên mất chuyện này nhỉ? Xem như tớ đã nhận được tình cảm của cậu rồi được không? Đem một cái tai nghe hư tới lấy lòng tớ. Không phải chứ. Cậu dùng não bên nào để nghĩ ra vậy? Tớ trước đây từng thử ở nhà mình. Rõ ràng chính là đồ tốt. Không thể nào. Vậy bây giờ đi thử. Trễ giờ rồi. Cậu thử xong hẳn đi. Cậu kêu tớ qua nhà cậu thử. Cậu không sợ mẹ cậu giận à? Cậu không sợ, nhưng tớ sợ. Cậu cứ đứng ở đây, đừng nhúc nhích. Không phải, cậu làm như vậy? Phải đi làm nữa mà. Nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là tivi. Mang cái máy hát của cậu đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Không tin tớ hả? Mở lên đi. À.
Có phải không có âm thanh không? Muốn nghe âm thanh không? Thật sự có âm thanh nè. Lòng tốt bị co thành lòng lan dạ thú. Anh hùng. Anh hùng hay không? Mẹ Triệu Trọng, bà mua đồ ăn sáng à? Bà đang chọn sao à? Triệu Trọng, cửa đang mở. Người đi đâu mất rồi? Ăn sáng nè Triệu Trọng. Dì Dương, nhìn thấy Triệu Trọng nhà chúng tôi không? Không thấy. Mẹ, Triệu Trọng, cửa đang mở, con đi đâu vậy? Cũng không mất đồ gì mà. Ăn sáng đi. Thật sự không tệ. Triệu Trọng, cảm ơn cậu nha. Trốn ở đâu chứ? Tôi thấy cậu hết rồi. Đi thật rồi à? Trễ giờ làm rồi. Chào buổi sáng dì Dương, chào con. Triệu Trọng, trong nhà có trộm rồi, tivi không thấy đâu. Ở đây nè. Sao nhỏ vậy chứ? Tivi của mình đâu? Tivi của mình. Nó. Đúng không? Kỳ diệu biết bao. Cô xem, phải người đó không? Tối hôm qua hỏi tôi ngủ ở đâu thì không cần chứng minh thư. Tôi nói là ở đó. Không ngờ cậu ấy thật sự ngủ ở đó. Cảm ơn, không có gì. Ăn sáng. Em ăn chưa? Cùng ăn. Đây là hộp cơm tiện lợi mà Đao Lệ mang cho anh. Chưa ăn xong nữa.
thiêu rồi. Ăn cái này đi. Sao anh không có chứng minh thư? Anh nói với em rồi mà. Bị mẹ anh giữ rồi. Anh trốn đi từ Nguyên Thành. Vậy sau này ở đâu? Ở đâu là chuyện nhỏ. Về sau chuyện phiền phức còn nhiều hơn. Mở tiệm ăn tới cổ đông cũng không làm được. Em đừng nghĩ nhiều. Sau này chuyện tiệm ăn em cứ ít bận tâm đi. Giống như em làm việc đã bận rộn. Anh thấy bức tường dán đầy kế hoạch của em. Anh suy nghĩ cẩn thận. Em cũng không có thời gian nhúng tay vào. Em sắp xếp được mà. Không cần nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. 3 năm kéo dài tới 5 năm ra thị trường. Chuyện nhỏ à? Đều là tùy tiện nói thôi. Đừng xem làm thật. Tùy tiện nói. Từ nhà trốn đi. Hai chuyện khác nhau mà. Em cứ làm tốt chuyện của mình. Chuyện tìm ăn em cứ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút là được rồi. Diêu Nhiệt Châu đã nói gì với anh? Chẳng nói gì cả. Được thôi. Cái này, bông băng cồn, đồ dùng y tế. Ở đâu ra vậy? Em tự chuẩn bị đó. Anh tự bôi đi. Anh bị thương nghiêm trọng không? Rách môi rồi. Mũi chảy máu. Cái tên già đó. Anh nói không lại anh ta. Đánh cũng không lại anh ta. Em giúp anh bôi. Đùa gì chứ. Lát nữa anh tìm một chỗ tự mình làm là được rồi. Món nào là sở trường của anh? Chiên xào bên đường. Anh từng thử? Đúng tiêu chuẩn thì sao? Anh ở trường đầu bếp học được gì? Học được Tứ Xuyên, Sơn Tây, Quảng Đông. Sở trường nhất là món Tứ Xuyên. Vậy món chủ đạo của tiệm ăn chúng ta cũng là món Tứ Xuyên đi. Tiểu Đoá chắc sẽ vui lắm. Lần này ra đây anh muốn đào hôn. Quyết tâm lớn nhất như vậy, sao không nghĩ đến tiệm ăn làm thế nào? Tôi đã ký hợp đồng rồi, nhưng tiệm vẫn chưa làm xong. Còn phải đăng ký công thương, tìm người tu sửa, chọn phong cách, mua nồi chén, mua đũa, bàn ghế, chọn món ăn, chọn tên tiệm. Có kế hoạch không? Những chuyện này giống dĩ do em lên kế hoạch. Bây giờ vẫn là em sắp xếp. Triệu Tử Tuệ, em cùng mấy người bọn anh làm chuyện này, em thực sự vui vẻ không? Bây giờ thì vui vẻ. Còn sau này? Không biết. Ai biết được sau này? Anh làm gì để sau này vui vẻ không hối hận? Anh mới trốn đi từ Nguyên Thành. Chúng ta không giống nhau. Triệu Tử Tuệ trên thực tế trong lòng cô ấy coi thường cậu. Cậu với cô ấy là hai loại người. Câu này không phải tôi nói, là cô ấy nói. Mẹ anh cũng giống như những gì này, cũng thích nhảy quảng trường. Không biết
Chân bà ấy đã đỡ chưa nữa? Chân mẹ anh sao vậy? Không sao, em đi làm đi. Vậy còn anh? Anh đi đâu cũng được. Em đi đi. Rất rõ ràng anh đã không thể tiếp tục quan tâm nữa. Em đã bắt đầu chi phối tất cả của anh. Cùng cười, cùng khóc với em. Lên thiên đường, xuống địa ngục, nhảy qua biển lửa, cam tâm tình nguyện đến bản thân cũng không hiểu rõ. Anh tin rằng tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Thế giới có em chính là tương lai mà anh mong muốn. Anh biết rằng tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Thế giới không có em, nước mắt sẽ không ngừng tuôn trào. Ngược dòng thành biển. Ngược dòng thành biển. Buổi chiều 3 giờ, họp chuẩn bị dự án quý tiếp theo. Thông báo cho các bộ phận. Chương trình hội nghị tôi gửi cho cô rồi. Được. Các dự án liên quan cần in ra không? Đương nhiên. Được. Thật sự tối qua ngại quá. Chuyện gì? Tôi không nên kêu cô giúp tôi chuyển đồ. Tôi không biết là lúc đó nghĩ thế nào. Xin lỗi nhé. Không sao cả. Chắc đã dọn sạch sẽ rồi. Chắc là. Ba bao nặng quá. Tôi đã nhờ một người bạn giúp tôi chuyển đến chung cư nhà chị. Đến rồi có hơi mệt, là bạn tôi giúp dọn dẹp. Vậy trưa nay tôi mời cô ăn cơm để cảm ơn cô. Lữ tổng, đúng lúc tôi cũng muốn xin nghỉ phép. Buổi trưa tôi có chút việc, phải đi Chiết Giang một chuyến. Có thể hơi trễ một chút mới trở lại. Nhưng mà nhất định không bỏ lỡ cuộc họp lúc 3 giờ. Rất quan trọng sao? Quan trọng. Được. Vậy cô hãy đi đi. Cảm ơn Lữ tổng. Tử Tuệ nhắm mắt làm ngơ rồi. Tối hôm qua tôi tới chung cư. Tôi nhìn thấy rồi. Đã nhìn thấy rồi. Đây là cái gì? Thuê nhà, chuyển chỗ. Cho Từ Thiên thuê. Anh ấy không có chỗ ở. Một người không có chỗ ở, cô phải quan tâm như vậy sao? Đáng không? Đáng. Lúc buồn, có anh ấy quan tâm tới tôi. Hơn nữa, còn bị đánh. Trước đây, cô không phải như vậy. Cô càng ngày càng xử trí theo cảm tính rồi. Anh cũng xử trí theo cảm tính mà. Hai chúng ta giống nhau. Cô biết tôi tới làm gì không? Không biết. Tôi tới là nói rõ với Lữ tổng. Muốn nói rõ chuyện gì thì hãy vào trong nói. Đứng ở đó nói gì chứ?
Đây là chìa khóa của em. Chìa khóa sao lại ở chỗ anh? Tối qua anh tới chung cư rồi. Hóa ra người bạn mà cô ấy nói chính là anh à. Tôi thật ngu ngốc. Triệu Tử Tuệ, không liên quan cô ấy. Tối hôm qua giúp cô chuyển đồ đạc và dọn dẹp chính là người bạn này phải không? Không phải, là bạn của tôi, Từ Thiên. Anh nói rồi, không liên quan cô ấy. Em nói em muốn dọn về ở, anh rất vui. Vậy tối qua sau khi ăn cơm xong, anh chuẩn bị dọn dẹp phòng. Không ngờ em lại quá đáng như vậy. Anh tới đây để hỏi tội em sao? Sao em có thể để cô ấy làm những chuyện đó? Em vốn dĩ không đành lòng, giờ xem ra vẫn không đủ. Bất luận chúng ta phát triển ra sao, em đừng làm khó Triệu Tử Tuệ. Đau lòng rồi sao? Em có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Cảm nhận cô ấy anh biết được sao? Liên quan gì tới em? Giả lại cô ấy là thư ký riêng của em, giúp em xử lý những vấn đề là quá bình thường. Em thay đổi rồi Lữ Sảnh. Anh không phải là luôn cảm thấy em cường thế sao? Em chuẩn bị thay đổi đấy. Vậy em rốt cuộc thay đổi hay không là không thay đổi đấy. Cường thế là bản chất của em. Giờ em trở nên đa nghi, không thuyết phục được. Là anh chưa dứt tình cảm nhỉ? Nếu như tới chuyện này cũng không nhìn ra, em chính là một đứa bé không hiểu chuyện. Bây giờ em biểu hiện rất giống một đứa bé. Anh khen em đúng không? Đúng vậy, tuổi em lớn rồi. Phụ nữ lớn tuổi đa nghi sợ rồi, anh biết không? Đặc biệt là ly hôn rồi, giờ còn phải phục hôn nữa.